chào mừng cả nhà đã đến với kênh YouTube của Nguyễn Văn Thí. Cả nhà đừng quên ủng hộ kênh bằng cách like, share và subscribe nhé. Thanks so much everyone. Dạ vâng, xin chào quý cô chú anh chị đã quay lại kênh của em Nguyễn Văn Thí. Kênh của em là chuyên review về nhà phố, đất nền, căn hộ, biệt thự của thành phố biển Nha Trang và các huyện lân cận. Em Thí xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị đã ủng hộ kênh của em trong thời gian qua. Thì nếu mà quý cô chú anh chị nào mà chưa đăng ký thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ em để tạo động lực cho em ra nhiều video hơn nữa nhé. Tiếp với cái hành trình đi review bất động sản thì hôm nay em lại tranh thủ đi review gửi đến cho quý cô chú anh chị một cái lô đất ở cách vị trí em đứng đây thì sau đó thì tầm hơn 100m. Chính xác là vị trí em thấy đang đứng là ở khu tái định cư Hòn Rớ 1 của xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Ở phía trước đây là cái trục đường đại lộ Nguyễn Tất Thành nha quý cô chú anh chị. Hướng này là di chuyển đi vô sân bay. Vô phía trong đó là ủy ban chợ Phước Đồng trong đó. Đây đi vô sân bay thì đâu đó là hơn 30 phút đi ô tô. Di chuyển ra hướng kia là đi qua cái cầu Bình Tân, di chuyển đi về phía bên trung tâm thành phố và đi lên các cái xã phía tây của thành phố Nha Trang như là Vĩnh Trung, Vĩnh Thái, lên Diên Khánh, đi lên quốc lộ 1A. Và bây giờ thì em mời quý cô chú anh chị cùng theo chân em đi vô cái lô đất ạ. Chính xác là gia chủ là bán đất tặng nhà cũ cấp 4 nha quý cô chú anh chị. Lúc trước là giá là 5 tỷ 8, bây giờ thì ảnh giảm thêm 300 triệu nữa. Mình muốn bán nhanh nên là bây giờ là bán giá là 5 tỷ rưỡi với cái lô đất là 70m2. Dạ vâng, em mời quý cô chú anh chị cùng theo chân em đi vô lô đất ạ. Dạ vâng, đây là cái căn nhà cũ, chính xác là bán đất tặng nhà. Hôm nay em review vừa đến cho quý cô chú anh chị đây. Đây, phía trước đây. Thì căn nhà này với tổng diện tích 70m2, ngang là 5m, từ bên kia qua bên này. Ở trong là có phòng ốc nha, sử dụng cũng khá ok nha quý cô chú anh chị. Tổng quát hướng là hướng bắc nha quý cô chú anh chị, hướng bắc. Đây xung quanh đây
Ở phía trước này là con đường Nguyễn Văn Linh nè. Con đường này rất là rộng luôn. Đó. Từ đây mình di chuyển xuống phía dưới khu cảng kia thì hơn 100m thôi nha quý cô chú anh chị. Phía kia là chỗ cầu Bình Tân, chỗ phía bên nãy mà em di chuyển đi vô đây. Mặt tiền này là kinh doanh là quá ok nha quý cô chú anh chị. Dọc dọc đây thì người ta kinh doanh nhà hàng, quán ăn rất là nhiều. Sát bên là có quán hải sản nha quý cô chú anh chị. Lúc trước thì cái căn nhà đó cho cái quán hải sản ở bên người ta thuê để kinh doanh, nhưng mà bây giờ thì gia chủ họ muốn bán gấp nên là rất là kẹt, nên là không có cho thuê được, nên là hiện tại là để trống để bán nhanh. Phía trước này view biển rất là đẹp nha quý cô chú anh chị. Từ đây mình di chuyển đi xuống phía dưới khu quảng trường 2 tháng 4 thì đâu đó thì tầm 4 km, lên quốc lộ 1A thì hơn 10 cây số, và đặc biệt là trong bán kính đâu đó thì hơn 2 km thì có đầy đủ tiện ích luôn nha quý cô chú anh chị. Trường học các cấp nè, chợ nè, bệnh viện nè, Ủy ban nhân dân xã Phước Đồng này, vân vân. Quá là trình nhiều tiện ích luôn. Lô đất này hiện tại thì gia chủ là muốn bán gấp nên là hạ xuống 300 triệu. Lúc trước là 5 tỷ 8, bây giờ là 5 tỷ rưỡi. Một cái giá rất là phù hợp để cho quý cô chú anh chị đầu tư và đặc biệt là xây nhà ở để kinh doanh, vì mặt tiền này là kinh doanh thì quá ok luôn. Đó, tổng thể xung quanh đây phía dưới này thì gần trường tiểu học, trường trung học cơ sở. Đường phía trước là đi xe nó hơi nhiều nên là cũng hơi khá ồn, nên là quý cô chú anh chị thông cảm cho em nha. Ở phía trên này thì người ta kinh doanh cũng khá là nhiều. Buổi tối ở đây rất là nhộn nhịp, đông vui. Khách ghé đây ăn uống rất là nhiều, rất là đông. Dạ vâng, em xin nhắc lại thông tin cái căn nhà cũ đó với tổng diện tích là 70m². Sổ hồng thì chuẩn chỉnh. Nếu mà quý cô chú anh chị ưng thì sang tên trong một nốt nhạc luôn. Hướng là hướng chính bắc, giá là 5 tỷ rưỡi thôi. Dạ vâng, sau khi xem qua video, nếu mà quý cô chú anh chị thấy cái căn nhà cũ đó chính xác là bán đất tặng nhà, phù hợp cho quý cô chú anh chị mua để đầu tư hoặc là mua để xây nhà ở, thì hãy nhanh tay inbox hoặc gọi điện cho em thấy với số điện thoại là 0356004325 nhé. Em sẽ tư vấn và gửi thông tin cho quý cô chú anh chị. Dạ vâng. Và ngoài ra nếu mà quý cô chú anh chị muốn mua và đầu tư ở khu vực khác thì cứ alo cho em sẽ tìm theo cái nhu cầu của quý cô chú anh chị.
Dạ vâng, hẹn gặp quý cô chú anh chị những video tiếp theo ạ.